Hello Minh, dạ xin chào cô chú. Hôm nay là ngày chủ nhật nha cô chú, vào ngày 9 tháng 6 2019. Và ngày hôm nay bên cửa hàng con mới về một lô da chấp Mỹ cô chú. Và cái giá trung bình nó là từ khoảng 650 phân trở lên. Và có cây đôi, lại cây một thân luôn cô chú. Chung là cây rất là đẹp, rất là mướt cô chú. Da chấp Mỹ, mặt hoa to đậm rất là đẹp cô chú. Và hoa này thường cho hoa vào mùa xuân. Cây của nó rất là mập của chú, già chấp Mỹ. Là một dòng đang rất là hot trên thị trường nha cô chú. Hoa thơm, rất là thơm luôn, già chấp Mỹ. Và số điện thoại của mình con là 0908 846 804. Và địa chỉ cửa hàng phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của da chấp Mỹ và sẽ báo giá từng chậu luôn nha cô chú. Rễ bắt đầu phúng rồi, rất là tốt luôn cô chú. Và đây là giò da chấp Mỹ mã số 1 cô chú. À, hai thân cây đôi nha cô chú, có hai thân. Còn cô chú nào mua một thân thì ở cuối clip sẽ có một vài giò là một thân. Và đây là giò mã số 1 cô chú. Giá tiền của chậu này là 1.500.000 giò mã số 1, có hai thân. Bản lá căng xanh mướt luôn nè cô chú. À, giá tiền chỉ 1.500.000 thôi. Rễ của nó bắt đầu phúng ra rất là tốt luôn. Cái thân rất là to chú, thân rất là mập. Đây. Giá tiền là 1.500.000 cho giờ mã số 1 nha cô chú. Thân rất là mập luôn. Đó. Và con lớn này là nó dài được khoảng 55 cm cô chú. Và con nhỏ này là nó được 35 cm, hai thân. Giá tiền của giò này là 1.500.000 giờ mã số 1, da hạt chấp Mỹ nha cô chú. Thân này có thể dài tới 1 mét mấy, 2 mét là chuyện bình thường. À, bản lá xanh mướt luôn, rất là đẹp cô chú. Giò mã số 1, giá tiền là 1.500.000 cho giò mã số 1. Giá là 1.500.000 nha cô chú, mã số 1, da hạt chấp Mỹ. À, tất cả các chậu này đều là được làm từ ki lên nha cô chú. À, một mà đang có chuẩn bị lên mầm nè cô chú, rễ phúng ra rất là tốt luôn. Mầm đang lên nè. Ở à, đây chuẩn bị lên hai mầm luôn cô chú. Và giá tiền của giò mã số 2 này là 1.350.000. 1.350.000 nha cô chú. Đây là giò mã số 2. Thân rất là đẹp luôn. Có hai thân nha cô chú. Và giá tiền của nó là 1.350.000. 1.350.000 hai thân. Thân nó nhìn thấy ghiền luôn cô chú, rất là đẹp. Và hai cái thân này là nó dài được 40 cm cô chú. Nó ngang ngửa nhau được 40 cm. Và đây là giò mã số 2. Giá tiền là 1.350.000 giò mã số 2 nha cô chú. Da hạt chấp Mỹ, hai thân. 1.350.000. Tiếp tục đây là mã số 3 luôn cô chú. Này, mấy cái mắt ngủ đã sáng rồi cô chú, nó chuẩn bị lên thêm mầm á. Giờ này có hai thân luôn. Và giá tiền của nó cũng là 1.350.000. Đây là giò mã số 3. Giá tiền là 1.350.000 nha cô chú. Một cộng là được 42 xăng và một cộng là được khoảng 38 xăng nè. Hai thân này nói chung là tương đối nó cũng gần bằng nhau. Hai thân, giá tiền là 1.350.000, đây là giò mã số 3. 1.350.000 nha cô chú, giò mã số 3. Tiếp tục đây là mã số 4, giá tiền là 1.350.000 luôn cô chú, có hai thân. Giò mã số 4, giá là 1.350.000. Hai thân nha cô chú. Rễ bắt đầu phúng ra rất là tốt luôn. Giờ mã số 4, 1.350.000 hai thân. Hai con này là nó dài được khoảng cỡ 37-38 xăng của chú. Giá của nó là 1.350.000. Đây là giờ mã số 4, có hai thân. 1.350.000 nha của chú, mã số 4, hai thân. Và đa số thì tất cả đang chuẩn bị lên mầm hết rồi nha cô chú. Đây là giờ mã số 5. Thân rất là mập luôn, rất là mướt cô chú. Thân rất là mướt luôn. Mã số 5 có hai thân. Và giá tiền của nó là 1.350.000 luôn. Đây là giò mã số 5. 1.350.000 nha cô chú, mã số 5. Một cọng lớn là nó dài được khoảng 42 cm và cọng nhỏ là nó được khoảng 38-39 cm nè. Hai thân. Giò mã số 5. 1.350.000. Ở phía cuối clip là có khoảng 5-6 chậu là nó một thân đó nha cô chú. Giờ mã số 5, 1.350.000. Giờ mã 6 nha cô chú. Nè, mấy mắt ngủ đã sáng lên hết rồi.
Giờ mã số 6 rễ nó phúng ra rất là tốt luôn cô chú. Giờ này đang có hai thân và giá của nó cũng là 1.350.000 luôn, hai thân nha cô chú. Vàng chấp Mỹ, thân ống ánh luôn nè cô chú, rất là đẹp. 1.350.000 cho hai thân cô chú. Đen đi ngọn rất là tốt. Hai thân này là được 40 xăng nè cô chú. Này, được 40 xăng nè. 40 xăng hơn luôn á. Giá tiền của giò mã số 6 là 1.350.000. Tiếp theo đây là mã số 7 nha cô chú, hai thân. Giá của nó cũng là 1.350.000 luôn. Xanh mướt luôn cô chú, mã số 7. Và mấy cái mầm đa số bắt đầu nó sưng mắt lên hết rồi. Hai thân này thì dài được khoảng 40 xăng luôn. Này, 40 xăng nữa chứ. 1.350.000 hai thân. Đây là giò mã số 7. Và tiếp tục đây là giò mã số 8 nha cô chú. Có hai thân luôn, mã số 8. Rễ phúng ra rất là tốt rồi nè cô chú. Đó. Hai thân, đây là giò mã số 8. 1.350.000 giò mã số 8 có hai thân. Cái con này là dài được 40 xăng nha cô chú. Mã số 8 có hai thân, giá là 1.350.000 giò mã 8. Tiếp tục đây là mã số 9 cô chú. Hai thân. Giá là 1.350.000 luôn, giò mã số 9. Hai con này là nó dài được cũng được khoảng cỡ 40 xăng nè cô chú. Có hai thân. Cô chú nhìn bán lá là xanh mướt luôn nha cô chú. Rất là đẹp. Giờ mã số 9, 1.350.000 mã 9, hai thân nha cô chú. Thân ống mánh luôn nè, rất là đẹp cô chú. Mã số 9. Mã số 10, nè cô chú nhìn mấy cái bát cũ đã bắt đầu sáng lên nè, chuẩn bị lên mầm đó cô chú. Dây hạt chấp Mỹ. Đây, mấy cái mắt ngủ nè. Đó. Giờ này nó cũng có hai thân luôn. Đây là giò mã số 10. Giá tiền của nó cũng là 1.350.000 luôn cô chú. Và hết cái giò mã số 10 này thì con sẽ quay một số giò một thân. Hai con này nó dài khoảng 40 xăng. Giò mã số 10. Giá tiền là 1.350.000 luôn nha cô chú. Mã số 10. Thì vừa nãy giờ thì con quay một số chậu hai thân. Và ở đây con sẽ giới thiệu với các cô chú một số chậu một thân nha cô chú. Và số lượng bậc cây bên con có rất là nhiều luôn, có khoảng 200 đầu lớn nhỏ luôn, nên cô chú cứ lựa thoải mái. Ở đây sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây một thân. Đây là giò một thân nha cô chú, mã số 11. Và giá tiền của cộng này là 700. Và con bên con bảo hành mặt hoa tận răng luôn nha cô chú. Mặt hoa chuẩn. Giò mã số 11. Giá tiền là 700. Đó, mã số 11 700.000. Một thân lớn 44 xăng nha cô chú. Và giá tiền của nó là 700.000. Đây là giò mã số 11, 700. 700.000 giò mã số 11 của chú. Đây là giò mã số 12, nó mắt ngủ đã bắt đầu sưng lên rồi cô chú. Và giá tiền của giò này là 700 luôn nha cô chú. Giá tiền giò này là 700 luôn. 700.000 giò mã số 12. Con này nó dài được khoảng 38 xăng nè cô chú. Giò mã số 12 giá tiền là 700.000. Hai chấp Mỹ nha cô chú, mã số 12 giá tiền là 700.000. Số 13 đang lên mầm nè cô chú. Và giá tiền của giò mã số 13 này là 700 luôn, một thân, đang đi ngọn rất là khỏe cô chú. Giò mã số 13 giá là 700.000. Mã 13 nha cô chú, giá 700. Một thân. Rễ nó bắt đầu phúng ra rất là tốt nha cô chú, rất là khỏe. May là nó dài được 40 xăng luôn nè. Giá tiền là 700.000 giờ mã số 13, dài được 40 xăng luôn. Bây giờ mã số 14 đang chuẩn bị lên mầm luôn nha cô chú.
một thân. Dài được khoảng 37-38 xăng nè, và giá tiền của nó cũng là 700 nghìn luôn. Đây là giò mã số 14, giá tiền là 700. Mã 14 700 nghìn. Số 15 của chú, giò này đang chuẩn bị lên hai mầm luôn nè. Đây một mầm đang sưng mắt nè, và đây nó đã nhú ra rồi nè cô chú. Đang lên hai mầm luôn. Và giá của giò mã số 15 này cũng là 700 nghìn đồng giá nha cô chú. Mã số 15 700. Cộng này nó dời được khoảng 35 xăng cô chú, giá tiền là 700 nghìn. Giò mã số 15. Cả đã đều đang lên mầm hết rồi nha cô chú. Và đây là giò mã số 16, giá là 700 nghìn luôn. Mã 16 cô chú, giá là 700 nghìn. Đây là giò mã số 16, dạt chấp Mỹ, bảo hành mặt hoa luôn nha cô chú. Nên mua mình khỏi sợ bị nhầm. Nó dài được khoảng 37 xăng của chú. Giò dạt chấp Mỹ mã số 16, và giá tiền của nó là 700 nghìn. Mã 16 nha cô chú, giá là 700. Nói chung là cái thân nào nó cũng đang chuẩn bị lên mầm con hết rồi. Đây là mã số 17, giá tiền là 700 luôn. Và cộng này nó dài được khoảng có gần 40 xăng nha cô chú, khoảng 37-38 xăng. Giò mã số 17, giá tiền là 700 nghìn. Rất là đẹp luôn nha cô chú. Giò hạt chấp Mỹ mã số 17, giá tiền là 700. Tiếp tục đây là mã số 18, cộng này cũng có giá tiền là 700 nghìn luôn cô chú, đồng giá một thân. Mã số 18 700. Và nó dài được khoảng có 35 xăng nha cô chú. Và cô chú nào trồng tới Tết thì nó có thể lên một tới từ 1 đến mấy 2 mét là chuyện bình thường nha cô chú. Mã số 18 giá tiền là 700 nghìn. Giờ mã 18 giá là 700 nha cô chú. Giờ mã số 18 700 nghìn. Và đây là mã số cuối cùng nha cô chú, cộng ngắn nhất. Và giá tiền của cộng này là 650 nghìn. Mã số 19 nó dài được khoảng chỉ 30 xăng thôi. Mã số 19 giá tiền là 650 nghìn, cộng bé nhất nha cô chú, 650 nghìn. Và cái giò này nó cũng chuẩn bị lên mầm con rồi, chú nó đã nhú ra rồi nè. Đó, 650 nghìn cho giò mã số cuối cùng, mã số 19. Số điện thoại bên con là 0908 846 04. Và địa chỉ của cửa hàng phường 4 Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan Quang Minh xin chào cô chú. Con còn rất là nhiều cây nha cô chú.